Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả các anh chị em. Hôm nay em tiếp tục em xuống mắt lá kẻ bắt tài đấy, của cái con tím cánh bầu ấy. Thì những cái cây này nó đang bắt đầu nó vào chớm thất ngọn rồi đấy. Đợt trước em có băm ra khoảng hơn 200 cái mắt ngủ. Thì hơn 200 cái mắt đó em bán trong vòng 2 ngày là hết sạch nhá. Của cái lô mà hai cái chậu, mỗi chậu 7 mét ấy. Đấy. Đợt này em tiếp tục em xuống nhá, bởi vì là cái mướn này là sẽ là xuống giống cho vụ sau. Đấy. Thì năm tới này là em sẽ chủ đạo là em sẽ ươm mắt ngủ tự nhiên cả nhà nhá. Ươm mắt ngủ tự nhiên để cho nó ra phát là nó ra dễ luôn. Chứ năm tới này thì em riêng thằng lá kẻ này em sẽ ít, em sẽ không chủ đạo là em làm kích trên thân nữa. Đấy. Đây là con tím cánh bầu, con này thì nó ra rất nhiều cái trạng thái kẻ khác nhau. Đây là một cái cây nó ra kiểu âm dương ở nhà. Đấy, như cái thân này là vừa cắt này. Đấy. Con này là nó cũng chớm thắt ngọn rồi. Đấy, riêng đối với những cái con mà ra kiểu âm dương như này thì các bác để ý này, khi mà cắt ra ấy, là nó sẽ có một nửa thân màu xanh và một nửa thân màu vàng. Các bác nhìn nhá. Đây là vết cắt, vừa cắt xong này. Nó sẽ có một nửa thân màu xanh, một nửa thân màu vàng nhá. Đấy, cho nên nó sẽ tạo ra được một nửa lá vàng, nửa lá xanh. Thì thông thường những cái mắt ngủ trên thân tơ này thì em cứ để này. Đấy. Mấy hôm nữa là nó sẽ rút nước cả nhà nhá. Nó sẽ rút nước. Tất cả những chiếc lá nó sẽ rút nước. Và nó làm cho thân nó đanh lại. Và nó tạo ra một lớp vỏ lụa như kiểu như này này. Màu khô khô vàng vàng trắng trắng này. Đấy. Thì như những mắt ngủ của các bác ấy, em cắt về thì nó sẽ tương đối là nó sẽ an toàn hơn. Nếu như mà cái lá nó đang tươi này, các bác hình dung ạ. Nếu mà các bác mua một mắt, em nói ví dụ thế, mà em cắt một mắt. Em cắt một mắt này nhá. Cắt một mắt này thì nó vẫn đang tươi này. Thì về một cái đoạn thân ngắn như này, nó sẽ rút nước rất là nhanh. Và nó làm cho cái thân này nó tóp lại một cách kinh khủng. Đấy, thì nhiều bác sẽ cảm thấy sợ luôn. Những bác, nhất là những bác mới chơi ấy, là các bác nhìn nó tóp và các bác rất là sợ. Đúng không ạ? Thế cho nên nếu mà để nó rút nước cả một cái đoạn thân dài này, nó rút nước đều đặn ấy, thì là nó sẽ phân bố và nó sẽ chia đều cho tất cả các mắt dinh dưỡng. Nó sẽ đều nhau và nó sẽ an toàn hơn. Đến lúc mà khi mà nó khô vỏ đanh thân rồi ấy, lúc đó mình mới cắt thì lúc đấy là nó sẽ yên tâm hơn. Đúng không nhá? Đây như kiểu cái thân này này là nó đã rút lá và nó khô vỏ đanh thân này. Đấy, các bác nhìn không? Thân nó không tóp mấy đúng không? Nhưng khi mà chúng ta cắt từng đốt một này, như này nó sẽ an toàn hơn là cắt cái mắt xanh. Thì hôm nay là em nhân tiện là em xuống giống thêm vài trăm mắt lá kẻ phát tài nữa, cho nên là em cũng quay clip lên cho anh em xem. Thì cái ươm trên thân tơ này nhá, thì là như này, thì em cũng hướng dẫn mọi người luôn là về mọi người khi mà mọi người nhận được mắt ngủ ấy, thì về mọi người cứ để nguyên cho em nhá. Để nguyên, thứ nhất là không được tưới. Đấy, không được tưới này. Và thứ hai là tránh nắng, tránh mưa nhá. Cứ để cho nó ngủ yên. Đấy, cứ để vào trong một cái rổ lại cũng được, hay để vào cái góc nào nó thoáng thoáng mát mát, đừng có ẩm ướt quá nhé, là nó sẽ dễ bị thối. Đấy. Xong đến tầm khoảng như ở ngoài Bắc ấy, thì nó phải tầm qua năm cả nhà nhé, nó phải qua năm đến tầm tháng 3, tháng 4. Đấy, thậm chí là tháng 5 sang năm ấy là bắt đầu nó mới thức dậy, nó mới sưng lên. Nó mới sưng lên nhá. Nó mới sưng lên. Thì khi mà các bác thấy sưng mắt lên ấy thì bắt đầu các bác bỏ vào chậu ươm. Nhưng mà bỏ chậu ươm thì vẫn để chỗ tối nhá, tránh ánh nắng trực tiếp. Đấy, và cũng tránh ẩm trực tiếp thì nó sẽ rất nhanh ra cả nhà nhá. Khoảng tầm lúc khi mà bỏ ươm rồi ấy, thì vài ngày bắt đầu các bác mới phun sương nhẹ một lần thôi, cho giá thể nó hơi ẩm thôi. Đấy. Thì cái ươm cái kiểu này ấy, thì là nó ra ki phát thì nó ra rễ luôn, thậm chí là rễ nó sẽ bò ra trước cả ki ấy cả nhà nhá. Đấy. Và đối với cái mắt, đối với dòng lá kẻ này thì em nghĩ là ươm tự nhiên ấy là nó sẽ hay hơn là ươm trên thân mẹ. Bởi vì là ươm, khi mà ươm tự nhiên ấy thì cái lực ki nó sẽ ra yếu hơn nhá. Lực ki nó sẽ ra yếu hơn là ki ươm trên thân mẹ. Nhưng mà đối với cây lá kẻ ấy là càng những ki mà ra yếu hơn một chút ấy, thì có nghĩa là yếu không phải là nó yếu về nó chỉ thua về chiều dài so trên thân mẹ thôi, bởi cây mẹ nó nuôi rất là nhanh. Nhưng mà đối với cây lá kẻ ấy, là khi mà nó ra chậm ấy, tốc độ nó ra chậm ấy, thì nó lại càng lên kẻ đẹp hơn nhá.
Đấy, riêng cái cây kẻ nó như vậy. Còn nếu mà nuôi trên thân mẹ đấy, thì cây mẹ nó rất là khỏe, nó đẩy ki nó chạy rất là nhanh, thì nó ra nó sẽ có ki kẻ ki không đấy, ý là có ki kẻ ít ki kẻ nhiều ấy. Đấy, còn nếu chúng ta ươm tự nhiên ấy, thì là khả năng là cái tầm tháng 5 nó lên thì là nó sẽ đón được lắng luôn. Nếu ở ngoài Bắc thì nó sẽ đón được lắng, và ki nó lên với tốc độ khá là chậm. Nó lên chậm nhưng mà nó lại rất là khỏe này nhá, bởi vì là bộ rễ nó hoàn thiện, nó rất là khỏe. Đấy, cho nên là những cái ki mà ươm tự nhiên chắc chắn là nó bé hơn cái ki trên thân một xíu thôi, nhưng mà về độ kẻ nó sẽ đẹp hơn. Đấy, mà các bác biết rồi, bán cái cây lá kẻ này, cây bé ấy, nếu mà kẻ đẹp ấy thì giá lại còn cao hơn là cây to nhưng mà kẻ ít. Nó kiểu như vậy nhá, tuy là cùng một giống một mẹ. Đấy, tí em sẽ băm mét, với ở ngoài kia vẫn còn mấy chục mét nữa là tí nó sẽ ra đấy là băm lốt. Thì những cây làm ngắn quá thì em mới để lại thôi, còn những cây là cứ dài dài tầm 5-50 cm trở lên là em sẽ cắt hết nhá. Em cắt và em chừa lại khoảng 20 cm như này đấy nhá, chừa lại khoảng 20 cm thì để cho nó sang năm nó lui mầm gốc. Sang năm lên mầm gốc xong thì là những cái mắt này thì mình cũng tận dụng, mình kích thêm lúc đó là mới làm ki trên thân ở những cái mắt này, làm được vài ki nhá. Hoặc là sẽ cắt ra để cho nó không ảnh hưởng vào cái mầm gốc của năm tới. Rồi em tiếp tục đi cắt đây nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà luôn luôn sưu tầm được những cái giò lan đẹp nhé, trong khuôn viên gia đình mình. Em xin chào ạ.